Diệu Hiền Bảo Trung kính chào tất cả quý vị đang đến với bản tin kinh tế nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Chúc quý vị có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Vâng, thay mặt cho những người thực hiện bản tin kinh tế nông nghiệp, Hữu Trung xin được cảm ơn Liên minh Hợp tác xã tỉnh phân bón Mặt Trời Mới, phân bón Hải Phòng, những đơn vị đã luôn luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt thời gian qua. Kính thưa quý vị, thời điểm này thì những vườn cao su, cà phê, cây ăn trái ở tỉnh Bình Phước của chúng ta cũng đang nở rộ và sắc hoa tràn ngập ở khắp các trang trại, nhà vườn và trải dài ngút ngàn trên địa bàn tỉnh Bình Phước của chúng ta. Và đây cũng là thời điểm mà những người làm mật ong cũng đang tất bật với mùa vụ của mình. Và bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị mùa săn mật ong tại Bình Phước. Và nội dung này chúng tôi sẽ đề cập trong phần sau của bản tin. Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các nội dung sẽ có trong bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay. Thành phố Đồng Xoài tham khảo mô hình trang trại tiên tiến để áp dụng vào nông nghiệp địa phương. Sầu riêng Bình Phước gia tăng năng lực xuất khẩu lẫn tiêu thụ nội địa. Lựa chọn phân vi sinh xu hướng của nông dân Bình Phước. Nuôi heo theo hướng sinh học, giải pháp đảm bảo nguồn thu cho người chăn nuôi. Bình Phước vào mùa ong mật. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, mới đây Bí thư Thành ủy Đồng Xoài Hà Anh Dũng cùng đoàn công tác của thành phố Đồng Xoài đã đi thăm và khảo sát hiệu quả hai mô hình trang trại của nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại thị xã Phước Long và huyện Bù Gia Mập. Cụ thể thì đoàn đã đến thăm trang trại bơ ông Hoàng, trang trại sầu riêng Ba Đảo. Đoàn đã trực tiếp tham quan trang trại bơ ông Hoàng nổi tiếng với diện tích 12 hectare ở thôn Cây Đa, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập. Đây là trang trại hiện đại, trong đó việc chăm sóc được áp dụng các công nghệ kỹ thuật cao như tưới tiêu tự động sử dụng Internet vạn vật, điện năng lượng mặt trời áp máy, hệ thống camera giám sát toàn vườn, máy bay không người lái, công nghệ blockchain, truy xuất nguồn gốc. Giới thiệu về trang trại 60 hectare, trong đó có 30 hectare trồng cây sầu riêng của mình, ở thôn Bầu Nghé, xã Phước Tín, thị xã Phước Long, ông Trương Văn Đảo chia sẻ đã gắn bó với cây sầu riêng từ 30 năm qua, đồng thời xây dựng thương hiệu sầu riêng bằng cả niềm đam mê và tâm huyết của mình. Hiện thương hiệu sầu riêng Ba Đảo đã trở nên quen thuộc với người dân nhiều tỉnh thành trong cả nước. Toàn bộ diện tích 30 hectare trồng sầu riêng của ông được chăm sóc theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Hiện ngoài việc cung cấp sầu riêng cho thị trường trong nước và nước ngoài, ngay tại trang trại, sầu riêng Ba Đảo còn có hẳn một nhà máy cấp đông và kho lạnh để bảo quản sầu riêng, đồng thời sản xuất chế biến các sản phẩm từ trái sầu riêng. Chuyến tham quan mang đến cho đoàn nhiều trải nghiệm, được chia sẻ về kinh nghiệm khởi nghiệp, sự đam mê, niềm tâm huyết với nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu và mang nông sản Việt Nam vươn xa. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, việc Trung Quốc mở cửa kèm theo nhu cầu tiêu thụ cao vào dịp Tết Nguyên đán đã khiến cho sản lượng xuất khẩu tăng đột biến, kéo theo đó là giá sầu riêng trong nước tăng lên hơn 1,5 lần so với trước đây. Ghi nhận tại thị trường Bình Phước trong tuần qua thì giá sầu riêng dao động từ 90.000 đồng đến 100.000 đồng một kg. Sở dĩ giá sầu riêng tăng đột biến là bởi đây là thời điểm dứt vụ trong nước, sản lượng có hạn dẫn đến mất cân đối cung cầu, giá tăng mạnh. Các chuyên gia lo ngại tình trạng này sẽ dẫn đến việc làm liều, thu gom sầu riêng, không đạt chuẩn để xuất khẩu, hoặc người dân chạy theo lợi nhuận mà tăng nóng diện tích sầu riêng dẫn đến thiệt hại về sau này. Bình Phước hiện có hơn 3.400 hectare sầu riêng, trong đó có 630 hectare của 8 vùng trồng và một cơ sở đóng gói được Trung Quốc cấp mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch. Hiện nông dân trồng sầu riêng Bình Phước đang nỗ lực nâng cao chất lượng, giữ thương hiệu và tăng sức cạnh tranh để đáp ứng các điều kiện mà nước bạn yêu cầu. Trong thời gian gần đây, khi giá các mặt hàng nông sản như tiêu, điều, cao su giảm mạnh, khiến cuộc sống của người nông dân tỉnh Bình Phước gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, hoa thiên lý lại có giá tương đối cao và đang là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện Bù Đốp. Vườn hoa thiên lý 3 năm tuổi của gia đình anh Vũ Đức An ở ấp Phước Tiến, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, diện tích rộng gần 1.000 m². Với diện tích này, mỗi tháng anh thu được từ 130 đến 140 kg. Hiện trên thị trường, hoa thiên lý có giá khoảng 50.000 đồng một kg. Nếu canh tác khoảng 1.000 m² sẽ đem lại nguồn thu nhập cho người trồng khoảng 7 triệu đồng một tháng. Theo các nông dân trồng hoa thiên lý, chi phí đầu tư chăm sóc để cho ra thương phẩm loại hoa này rất thấp và nếu được chăm sóc tốt sẽ cho thu hoạch quanh năm.
Hiện nay, so với nhiều cây trồng khác thì hiệu quả kinh tế từ hoa tiên lý mang lại khá cao. Do đó, ở xã Hưng Phước nói riêng và cả huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước nói chung, đã có rất nhiều hộ nông dân nhân rộng diện tích trồng loại hoa này. Thưa quý vị, trong nỗ lực làm giảm chi phí sản xuất nông nghiệp thì bà con nông dân các địa phương cũng đã có những cách làm hay, vừa bảo vệ cây trồng lại vừa tiết giảm chi phí. Vâng, và kính thưa quý vị, để hướng đến mô hình sản xuất nông nghiệp xanh thân thiện với môi trường, các loại phân bón hữu cơ vi sinh ngày càng được nông dân ưa chuộng và lựa chọn sử dụng để thay thế cho phân hóa học bởi hiệu quả hơn mà không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và sức khỏe của người tiêu dùng. Theo đánh giá của nhà nông, đối với một số loại cây trồng cụ thể, nếu sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh và phân bón vô cơ trên cùng một diện tích tương đương, trong cùng một khoảng thời gian, chi phí cho phân hữu cơ vi sinh rẻ hơn so với phân vô cơ. Theo như tôi thấy là bón phân vi sinh á, nó đỡ tốn hơn cái phân hóa học là 30%, nhưng mà cái hiệu quả nó thì tốt hơn, mà cái sản phẩm của người tiêu dùng thì nó cũng tốt hơn. Rẻ hơn nhưng cho hiệu quả năng suất sản lượng cây trồng tương đương mà lại còn có tác dụng tốt cho môi trường, nên nhiều nhà nông đang có xu hướng chuyển đổi dần sang sử dụng hoàn toàn các loại phân bón hữu cơ vi sinh. Đặc biệt là với việc lựa chọn sử dụng phân vi sinh, nhà nông hoàn toàn có thể tự tin về việc cung cấp các loại nông sản sạch đến tay người tiêu dùng, đồng thời nâng cao giá cả, sức cạnh tranh trên thị trường. Thực phẩm sạch thì nó có rất là nhiều cái loại phân bón cũng như là rất là nhiều cái sản phẩm. Nhưng mà vì mình thấy ở cái chất lượng của vi sinh thì hoạt sinh học thì nó cũng rất là bổ ích, mang lại cái môi trường thân thiện và nó cũng làm cho bản thân và mình mang lại cái sức khỏe tốt. Với nông dân, phân bón là yếu tố quyết định đến năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong bối cảnh giá phân bón tăng cao, lựa chọn các loại phân hữu cơ vi sinh cũng làm giảm đi áp lực đầu tư cho người nông dân, dần thay đổi thói quen sử dụng phân vô cơ, nhằm hướng đến một nền nông nghiệp xanh bền vững hơn. Thưa quý vị và bà con nông dân, với nhiều ưu điểm vượt trội như là dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc, còn bên cạnh đó là ít bị dịch bệnh nữa, nguồn thức ăn thì dồi dào. Nuôi heo hương và heo rừng lai đang là mô hình chăn nuôi được người dân lựa chọn để phát triển kinh tế gia đình nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Và trong bối cảnh là giá thức ăn chăn nuôi tăng cao thì việc nuôi heo theo hướng sinh học đã phát huy rất là nhiều những lợi thế về vệ sinh môi trường nè, chi phí đầu vào và hiện cũng thấy là ít dịch bệnh nữa. Tại xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập thì mô hình nuôi heo hương và rừng lai là một điển hình về giảm chi phí và rủi ro. Ngay sau đây mời quý vị cùng theo dõi. Năm 2020, anh Nguyễn Tài Đông ở thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước thử nghiệm nuôi đàn heo rừng lai hơn 30 con để phát triển kinh tế gia đình. Theo anh, việc nuôi heo rừng lai khá đơn giản, không tốn nhiều thời gian chăm sóc, nguồn thức ăn là những cây lá trong vườn. Điều này giúp giảm chi phí đầu vào mà được khách hàng ưa chuộng. Sau 2 năm phát triển mô hình, việc nuôi heo rừng lai đã giúp anh có thêm nguồn thu nhập ổn định và tận dụng nguồn phân tưới cho vườn cây ăn trái. Ổn định cái kinh tế cho mình được cái đầu thu nhập để lấy ngắn nuôi dài. Đó, trước hết là lấy cái thành phần này để nuôi những cây ăn trái để làm kinh tế cho nó bền vững hơn. Hơn nữa là mấy cái phân của cái này ấy, thì mình tận dụng lại được làm bioga với cả phân nước để tưới cho cây sầu riêng. Như năm nay thì hầu như từ tháng 9 năm rồi đấy tới năm nay là tôi chưa hề bỏ ra một hột phân nào. Trang trại của bà Hoàng Thị Hành ở thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước hiện nuôi gần 100 con heo hương giống và thịt. Theo bà, nuôi heo hương giống từ vùng đất Cao Bằng không quá khó, lại không mất nhiều công chăm sóc. Heo con sau khi sinh ra chỉ cần tách ra chuồng riêng, bổ sung thức ăn dinh dưỡng dành cho heo con trong vòng 10 ngày để kích thích tăng trưởng, tiêu hóa tốt. Bởi thức ăn cho heo thịt chủ yếu là rau củ quả nên chi phí thấp. Tận dụng đi kiếm là rau lang, rau muống, cỏ, rồi cỏ voi, những cái cỏ cho bò, cho dê ăn là đều ăn, lá mít, ăn luôn. Đấy, rồi chuối cây, đó, rồi mình tự kiếm. Đó là một ngày mình cho nó ăn, thành ra mình không có phải bỏ cái đồng tiền mặt ra.
thì mình sẽ cái lãi suất của mình nó lợi nhuận nó cao. Mô hình nuôi heo hương và rừng lai theo hướng sinh học là mô hình có tiềm năng để phát triển, mang lại hiệu quả kinh tế. Việc chăn nuôi này cũng cung cấp cho thị trường sản phẩm thịt đặc sản sạch, có chất lượng đáp ứng nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng. Giá heo hương hiện nay là khoảng 1 triệu đồng một con, heo thịt hơn 100.000 đồng một kg. Chỉ cần nuôi 20 con, mỗi lứa nuôi sẽ có thêm nguồn thu đáng kể. Mô hình này đang phát triển khá tốt tại các hộ dân ở xã Phú Nghĩa, mang lại hiệu quả kinh tế, đặc biệt là ít ảnh hưởng môi trường trong cộng đồng dân cư. Quý vị và bà con nông dân thân mến, với diện tích cây công nghiệp lớn, Bình Phước được biết đến là địa phương có nhiều thế mạnh trong lĩnh vực nuôi ong lấy mật và chất lượng sản phẩm thì được thị trường luôn luôn đánh giá cao. Và vài năm trở lại đây thì mặc dù là giá thành giảm sâu, nhưng mà với lợi thế và nguồn nguyên liệu, nhu cầu sử dụng mật ong của người dân cũng đã không ngừng tăng lên, thì người nuôi ong và cơ sở chế biến của tỉnh cũng đã và đang tập trung đầu tư cho sản xuất gắn với chế biến sâu nhằm nâng cao chất lượng và tăng tính cạnh tranh cho mật ong Bình Phước khi gia nhập thị trường. Có thâm niên gần 15 năm trong nghề nuôi ong lấy mật. Nhiều năm trước đây, nghề đặc thù này đã từng giúp ông Vũ Bá Tho ở khu phố Phước Bình, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài có thu nhập cao, ổn định với 30 tấn mật ong mỗi năm. Mặc dù giá thành mật ong liên tục giảm sâu do rào cản kỹ thuật khi xuất khẩu vài năm trở lại đây, nhưng với nguồn mật dồi dào, nhu cầu sử dụng mật ong tăng cao sau dịch Covid-19, ông Tho và nhiều người nuôi khác vẫn có thể yên tâm gắn bó với nghề. Khi hết dịch thì thị trường cũng có sôi nổi thì anh em cũng chủ động gắn bó. Cái nguồn mật ở Bình Phước này là nhiều, cao su nhiều, mà chủ yếu lấy mật là mật cao su, chứ còn mật điều với cà phê mới là nó ít hơn cao su nhiều, nên là mới mật cao su tốt. Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, hiện có khoảng 500 người hành nghề nuôi ong lấy mật. Nhiều người đến từ những địa phương khác. Với yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, người nuôi ong rất mong muốn liên kết từ khâu sản xuất đến tiêu thụ để nâng cao giá trị sản phẩm. Liên kết được thì cũng nói chung là gọi là có lợi thì lợi nó nhiều lắm. Nhiều chủ yếu là đấy rồi có thể là liên kết mặt mỡ, ví dụ như là bán, ví dụ như là nó có thể là giá có thể nó cao lên, mình có thể là ví dụ như là rồi mình có thể là ví dụ như đi các nơi mình sẽ mặt nó sẽ tăng năng suất lên chẳng hạn. Thời gian qua khi sản phẩm mật ong đối mặt với mức áp thuế chống bán phá giá khá cao từ phía thị trường Mỹ, nhiều doanh nghiệp cơ sở thu mua chế biến mật ong trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư cho chế biến sâu nhằm hướng đến khai thác tiềm năng thị trường nội địa. Nguồn mật ong của Bình Phước là một nguồn mật ong sạch và chất lượng. Thì tất nhiên là về cái thúc đẩy mà để cho mọi người rộng rãi để biết những cái điều đó thì nó cũng cả là một quá trình nhận thức khó khăn, nhưng mà chúng tôi cũng quyết tâm nỗ lực làm từng bước một, thì cũng hy vọng là do sự giúp đỡ quảng bá của các cái chính quyền, ban ngành, đoàn thể, thông tin đại chúng. Thưa quý vị, lợi thế của tỉnh Bình Phước là có diện tích cây công nghiệp lớn. Vì thế mà ngoài những cố gắng nỗ lực của những người nuôi ong mật, thì việc đổi mới phương thức sản xuất gắn với chế biến sâu của cơ sở doanh nghiệp thì rất cần sự hỗ trợ liên kết định hướng thị trường, định dạng thương hiệu từ phía ngành chức năng là rất cần thiết để nuôi ong lấy mật phát triển nhằm xứng tầm với những tiềm năng, lợi thế sẵn có. Vâng, và nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại bản tin kinh tế nông nghiệp ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Và chúng tôi, những người thực hiện bản tin, rất cảm ơn quý vị và bà con nông dân đã luôn ủng hộ và đón theo dõi bản tin của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt. Bên cạnh đó, cũng xin được nhắc lại, nếu mà quý vị và các bạn có thắc mắc gì liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp thì hãy gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại đó là 02713888130, và ban biên tập chúng tôi sẽ tiếp nhận và phản hồi ngay cho quý vị cùng bà con nông dân. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước, phân bón Mặt Trời Mới và phân bón Hai Phong đã đồng hành cùng với chương trình. Bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.